Ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái video mới ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách để cân chỉnh lại cái gimbal của cái con drone của anh em ha. Cái này áp dụng cho những dòng drone của DJI ha anh em. Thì ngoài ngoài DJI ra hình như nó còn có thêm một vài cái dòng drone khác nữa. Mình cũng không có rõ đây là danh sách những cái dòng drone hiện tại nó hỗ trợ này ha. Thì cái việc cân chỉnh gimbal hay còn gọi là calibration gimbal đó anh em thì dùng cho những anh em nào á thay gimbal ha, thay gimbal mới, tự thay gimbal hoặc là gimbal gặp lỗi không chuẩn, không không cân hay là lệch đường chân trời gì đó, anh em muốn calib nó lại để cho nó chuẩn, nó về đúng cái vị trí ban đầu của nó ha, thì anh em sử dụng cái tool này ha anh em. Rồi ok anh em. Rồi ok anh em, thì ở đây mình có một cái bộ tên là DJI Firmware Tool ha. Cái bộ này của một cái nhà phát triển. Cái này nếu mà anh em nào đã từng tìm hiểu về những cái dòng flycam, tìm hiểu về modding, độ chế này kia đó, anh em sẽ biết được cái bộ DJI Firmware Tool này. Thì bộ này mình sẽ để cái link cho anh em ha. Nó có đầy đủ hết tất cả những thứ mà anh em cần luôn. Ở trong này đó, mình có làm sẵn những cái câu lệnh, những cái mã lệnh mà anh em cần phải thực hiện ha. Thì đối với cái bộ DJI Firmware Tool này thì anh em cần phải chạy nó trên Python ha. Python thì đây là trong môi trường Windows, chúng ta sẽ phải cài một cái máy ảo, mình cài cái ứng dụng Python vô ha. Chúng ta cần phải cài cái ứng dụng Python. Chúng ta sẽ vào cái Microsoft Store, anh em vào phần search và search giùm mình cái từ khóa là Python ha. Anh em tải cho mình cái bản Python 3.9 ha, mình thấy cái bản này xài khá ổn. Đó, cho nên mình khuyến khích anh em sử dụng cái bản này ha. Python 3.9 rồi anh em chọn vào install. Bỏ qua phần này. Rồi ok, nó sẽ tự động nó cài đặt cái Python cho anh em ha. Chúng ta sẽ phải chờ một chút để em nó tải về và cài đặt ha anh em. Ok anh em, sau khi nó tải và nó cài đặt xong á thì anh em sẽ bấm vào đây nè và chúng ta sẽ nhìn thấy nè. Python 3.9 này ha, là nó đã cài đặt thành công hết anh em. Chúng ta sẽ không cần phải quan tâm gì đến nó hết. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến những câu lệnh sau đây nè. Đầu tiên á, để cân chỉnh được á thì anh em phải cài cái phần mềm thêm một cái phần mềm đó là DJI Assistant ha. Phải cài DJI Assistant để cái máy tính của anh em nó nhận ra được cái con drone của anh em ha. Thì đối với những anh em nào sử dụng Mavic Mini, những dòng Mavic Mini này kia đó, thì anh em sẽ cài DJI Assistant tầng 2 for Mavic ha. Còn đối với anh em nào sử dụng Mavic Air, Mavic Pro này kia đó thì anh em cài cái DJI Assistant 2 bình thường ha. Thì anh em coi thử cái dòng drone của anh em nó nằm trong cái ứng dụng nào của DJI thì anh em sẽ cài cái ứng dụng ha. Cái phần DJI Assistant 2 này nè, anh em sẽ lên trang chủ của DJI á và tải tải về ha. Thì mình cũng sẽ dẫn cái link cho anh em để anh em bấm vào tải về cho nó nhanh. Thì cài cái này vô để cho nó nhận diện, cho cái máy tính của chúng ta nó nhận diện được cái con drone thôi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tới cái phần hiệu chuẩn calibration cái gimbal của anh em nè. Thì anh em sẽ bấm vào đây và gõ chữ C M D đó. Chúng ta sẽ thấy nè, Command Prompt nè. Chúng ta sẽ kích chuột phải vào chọn Run as Administrator ha. Rồi ok. Ê, mình bấm nhầm. Bấm vào và chọn Run as Administrator. Ok anh em. Đó, nó sẽ hiện lên một cái bảng như thế này. Rồi ok, ở đây mình có làm sẵn những cái code để anh em chọn vào luôn, anh em khỏi phải mất công gõ ha. Anh em chọn vào luôn khỏi phải gõ gì hết. Thì ở đây nè, đầu tiên anh em sẽ chạy câu lệnh này cho mình. Thì khoan, mình quên nói với anh em là cái bộ mà DJI Firmware Tool này nè, anh em cần phải giải nén nó vào trong ổ OC ha. Vậy ném vào ngay ổ C cho mình ha, cùng cấp những thư mục như là RAM file, Windows file gì nè, nó anh em giải nén thẳng vào trong ổ C cho mình luôn nha. Đây nè, disk PC nè, ổ C, rồi anh em giải nén cái file của mình để dưới phần mô tả đó, anh em giải nén thẳng vào ổ C, nó sẽ ra được cái thư mục như vậy. Nó trong này nó sẽ có một đống những cái file nè đó. Rồi anh em sẽ mở cái file code nè, mình để sẵn đây nè. Đó, file code. Cái file code này mình viết sẵn những câu lệnh cho anh em luôn để anh em khỏi mất công tìm kiếm gõ nó lâu. Anh em chỉ cần việc copy và dán thôi nha. Đầu tiên anh em sẽ copy cái dòng lệnh đầu tiên cho mình.
CDC DJI firmware tool. Cái câu lệnh này thì để cho cái cửa sổ này nè, nó đi đến cái thư mục là DJI firmware tool. Hiện tại nó đang nằm ở thư mục là Windows System 32 ha. Chúng ta sẽ gõ câu lệnh này để đi đến cái thư mục DJI firmware tool. Ok, nó sẽ đi đến, nó đã đi đến cái thư mục DJI firmware tool này. Tiếp theo là anh em sẽ gõ câu lệnh là bip install B-Serial. Đây là cái câu lệnh dùng để cài cái bộ nói chung nó như cái driver để giao tiếp giữa máy bay với cái Python đó. Nó là cái driver để giao tiếp giữa máy bay với Python này, cũng chỉ việc copy và dán ra thôi. Đây mình lỡ tay. Rồi nên chỉ việc copy dán ra ha. Thì muốn dán thì em bấm chuột phải ha. Bấm chuột phải là dán, nó đơn giản vậy thôi. Copy thì anh em copy bình thường, còn muốn dán ra anh em bấm chuột phải là nó tự động nó bay ra, rồi anh em ấn enter. Đó, nó sẽ tự động nó cài cái gì đó vô trong cái Python đó, mình cũng không biết nó là cái gì luôn. Nhưng mà anh em cũng không cần quan tâm nó để làm gì luôn nha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ gõ cái câu lệnh này nè. Python com org gì đó, một nguyên câu lệnh dài sọc này nè, nhưng mà trước đó nha anh em phải coi cái con máy bay của mình đang nhận ở cái cổng nào ha. Cái cổng là sao, tức là khi máy bay kết nối vào á, nó sẽ nhận trong cái máy tính của chúng ta một cái cổng. Thì để tìm cái cổng đó, chúng ta sẽ vào cái phần này, bấm vào cái cửa sổ Windows nè và bấm cái chữ device manager ha. Đây là mình đang làm trên môi trường Windows 10 ha anh em. Rồi anh em sẽ vào device manager nè. Đây vào cái phần là bọt này ha, phần bọt nè, thì anh em bắt đầu khởi động máy bay lên, cắm cáp vào. Nhớ là phải tháo thẻ nhớ ra khỏi máy bay trước khi cắm cáp và khởi động lên ha. Đừng có gắn thẻ nhớ gì hết, tháo hết ra cho mình. Rồi cắm cáp vào và khởi động máy bay lên. Anh em chờ mình một tí xíu để mình khởi động cái máy bay mình lên ha. Rồi ok anh em, thì anh em đã thấy nó xuất hiện thêm một cái bọt nè anh em. Nó vừa xuất hiện thêm một cái bọt nè, USB Serial Device COM 13. Đó chính là cái bọt của cái con máy bay của anh em ha anh em. Ở đây mình đang sử dụng con là DJI Mavic Air ha. DJI Mavic Air và nó cắm vào, nó đã nhận cái bọt là COM 13. Thì ở cái câu lệnh này anh em cần phải sửa lại chỗ này cho mình một chút xíu nha. Anh em sẽ bấm vào đây và sửa thành chữ 13 ha. Cơm 13 thì của anh em, ví dụ nó để là cơm 1 thì anh em sửa thành cơm 1, để cơm mấy thì anh em để là cơm mấy ha. Nó khá là đơn giản luôn đó, anh em sẽ sửa nó thành cơm 13 cho mình. Rồi anh em copy nguyên câu lệnh đó chưa, à quên đó, quên xin lỗi anh em. Đây là cơm 13 xong rồi, anh em sẽ phải tìm cái tên cái mã của cái thiết bị anh em. Ở đây mình đang xài là Mavic Air, thì anh em tìm dưới danh sách này là con Mavic Air nó là cái mã nào. Thì ở đây nè, Mavic Air, cái mã của nó sẽ là WM230 ha. Thì anh em sẽ copy cái chữ WM230 này. Đó. Copy nó cho mình. Rồi anh em thay đổi cái chữ spark nè. Đó. Tại cái này cái câu lệnh này dùng cho spark, thì bây giờ mình sẽ thay nó thành WM230 ha. Đó, đó chính là cái con Mavic Air của mình ha. Rồi. Ok, anh em copy hết câu lệnh này và thả vào cái cửa sổ CMD ban nãy ha. Copy. Rồi, thả vào cửa sổ CMD. À, mình quên copy, sorry anh em. Đó, chúng ta sẽ copy câu lệnh này. Chọn copy vào cửa sổ này. Bấm thả và ấn enter. Nha. Lúc này anh em sẽ xem cái gimbal của anh em nè. Nó bắt đầu nó chạy nè. Nó đang hiệu chỉnh, nó đang lắc lư đó, anh em thấy không? Nó đang lắc lư đó. Có nghĩa là nó đã cái ứng dụng Python này nè, nó đã gửi một cái dòng lệnh gì đó vào trong cái con máy bay của anh em nha. Và nó sẽ tiến hành nó hiệu chỉnh cái gimbal của anh em ha, anh em theo dõi như hình anh em thấy đó. Rồi đây là câu lệnh đầu tiên để hiệu chỉnh gimbal. Câu lệnh tiếp theo đó, anh em cần thêm một câu lệnh tiếp theo này nữa để hiệu chỉnh cho nó đầy đủ ha. Thì anh em cũng sẽ sửa tương tự lại giống như cái câu lệnh trên, thì chúng ta sẽ sửa bọt nè.
Rồi chúng ta sẽ sửa cái này thành cái mã của cái thiết bị anh em ha. Ở đây của mình là Mavic Air thì là WM230. Rồi, ok anh em. Rồi anh em copy và thả vào trong cái cửa sổ kia tiếp tục nữa ha. Rồi anh em chọn copy xong và thả vào đây. Rồi chúng ta sẽ thả vào và enter. Ok, nó sẽ gửi một đống cái câu lệnh gì đó vào cho mấy ba anh em và anh em nhìn thấy nè, anh em quan sát nè. Nó gimbal bắt đầu nó chuyển động nữa nè. Nó bắt đầu nó chuyển động ha. Nó để nó hiệu chỉnh lại cái điểm chính giữa ha, cái điểm cân bằng của cái gimbal ha. Lúc này anh em lưu ý là để cái máy bay chúng ta nằm im nha. Và đừng có và để kê cái máy bay chúng ta nó cao cao lên một chút để nó đừng có bị cứng, đừng có bị chạm vào cái gimbal đó, để trong lúc nó hiệu chỉnh cái gimbal nó lắc lư đó, nó sẽ không có đụng chạm vào đâu hết ha. Thì nó sẽ đảm bảo là chúng ta hiệu chỉnh nó, chúng ta clip cái gimbal nó tốt nhất ha. Rồi ok, xong rồi đó anh em. Gimbal chúng ta đã hiệu chỉnh xong và đang nằm ở ngay cái phần trung tâm rồi đó. Đó, nó đã chuẩn chỉnh lại theo đúng với nhà sản xuất rồi đó. Thì ok, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt. Và đừng quên subscribe nhé.